bắn. Bắn. Sư phụ, bắt lấy. Sư phụ cẩn thận. Con ơi, dừng. Đầu đá. Con giỏi lắm. Akashaka, không phải cậu được xưng là võ sĩ hàng đầu của Yokohama hay sao? Bây giờ tới lúc cậu thể hiện đao pháp rồi đấy. Đó. Võ công của sư phụ không thua kém gì năm đó nhỉ. Hôm nay học trò xin được trả lại hết những gì đã học năm đó cho sư phụ. Tôi không cần. Nào, phim được dịch, thuyết tốt minh lắm và lồng tiếng tại Indie. Đúng rồi. TV. Lại nào. Hãy
Đưa hộp vàng cho con. Chúng ta sẽ sống yên ổn. Cha, làm gì vậy chứ? Tôi phải qua đó. Giao hộp vàng ra đây. Được, cậu qua đây. Tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ nói cho cậu biết hộp vàng đang ở đâu. Hộp vàng. Hộp vàng. Anh nhị hổ, anh không thể qua đó được. Ở đây này. Giải đi. Phải sao? Dương Nhị Hổ. Là tôi. Anh dám tới thật sao? Quân Nhật dán cáo thị khắp nơi là để dụ anh ra ngoài. Anh không biết sao? Tất nhiên là tôi biết. Nhưng dù vậy tôi cũng phải tới. Tôi sẽ giúp anh. Nhị hổ. Cha, con tới cứu cha đây. Nhị hổ. Anh. Mau đi thôi.
quân Nhật tới. Anh Nhị Hổ, hai người đi trước đi, tôi sẽ yểm hộ. Anh, bên này, đi thôi. Hai người mau đi đi. Đại Ngư, cẩn thận đấy. Tiểu quân, lũ Nhật đáng ghét, ông liều với chúng mày. Nhanh lên. Anh. Nào, để em. Nhị Hổ, mau đưa cha đi đi. Còn anh thì sao? Cứ mặc kệ anh, đi đi. Mau đi đi. Đi đi. Đại Long, rút mau, yểm hộ Nhị Hổ, mau đi đi, cứ mặc kệ tôi, mau đi đi. Đứng yên. Dạ, không sao chứ, cố gắng lên. Dạ. Dạ. Dạ, không sao chứ, cố gắng lên. Dạ, sắp thoát được rồi. Dạ. Dạ. Dạ, tỉnh lại đi. Cha. Con đây. Cha. Cha nhất định sẽ không sao đâu. Cha. Hồ. Hồ. Cha. Sao thế? Cha. Cha. Cha sẽ không sao đâu. Cha sẽ khỏe lại thôi. Rồi cha sẽ khỏe lại thôi. Cha à.
Cha, đừng mà. Phim được cha đừng dọa con. Và lồng tiếng tại eFilm TV. Cha đừng dọa con mà. Cha. Cha đừng dọa con. Cha. Đừng mà cha. Cha. Tỉnh lại đi. Cha ơi cha. Con nè cha. Cha. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại eFilm TV. Thank you.
Cha, lên đường bình an. Dương quán chủ trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ cho anh. Dương nhị hổ, nhị hổ. Đại Long à, anh có suy nghĩ gì về cách gặp mặt ngày hôm nay của chúng ta không? Anh lấy mạng nhiều người của võ quán chúng tôi như vậy, hành hạ cha tôi tàn nhẫn như thế, tôi với anh không đội trời chung. Phải, sư phụ có ơn với tôi, nhưng mà ông ấy lại cấu kết với phần tử chống đối, cướp pháp trường, phá hoại nặng nề đến khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Vậy nên ông ấy phải chịu trách nhiệm. Lũ súc sinh các người chiếm đất nước của bọn tôi, sát hại bách tính của bọn tôi, các người sẽ không có kết cục tốt đâu. Quốc quân được trang bị đầy đủ, còn không đánh tự lui, huống hồ gì là đám tàn binh vô dụng các anh. Trong mắt tôi, các anh cùng lắm chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nói mau, hộp vàng ở đâu? Tôi không biết. Thái quân, Dương nhị hổ đã cướp Dương Kiến Quốc khỏi pháp trường rồi. Nhưng mà người của bọn chúng cũng bị chúng ta bắn nỏm hai tên, cũng tức là không có bắt được Dương nhị hổ. Vô dụng, nhiều người như vậy mà cũng để hắn ta chạy thoát. Hắn có thể đi đâu được chứ? Có liều lĩnh ra khỏi thành không? Đúng đó, nhất định là ra ngoài thành rồi. À không, không phải, chúng tôi đã phong tỏa cổng thành rồi, bọn họ không thể ra khỏi thành được. Như vậy tức là có thể vẫn còn ở trong thành. Hắn biết hộp vàng đó rất quan trọng đối với chúng ta, vậy nên tuyệt đối không giao cho bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn chưa ra khỏi thành. Vậy thì nếu là như thế, thì hộp vàng có thể ở đâu được chứ? Ở trên người hắn hay là ở võ quán? Nhưng chúng ta đã lục soát khắp võ quán rồi mà chẳng có gì cả. Lục soát rồi sao? Lục soát tiếp đi. Rõ. Dùng hình. Dương nhị hổ, đừng nói là anh định về võ quán đấy nhé. Làm vậy thì nguy hiểm quá. Trước khi cha tôi mất đã dặn tôi phải bảo vệ hộp vàng đó. Hiện giờ hộp vàng ở võ quán không được an toàn, tôi phải đi lấy nó về đây.
Nhị hổ. Chia nhau ra tìm đi. Thế nào rồi? Lẽ nào Dương quán chủ không nói với anh vị trí của hộp vàng sao? Ở đây này. Nhanh lên, mau lên đi. Nhanh lên. Đây chính là hộp vàng sao? Lấy được rồi, đi thôi, đi. Đáng ghét. Mau đi thôi. Dừng bắn. Nhị hổ, đừng liều lĩnh nữa. Có thể nghe tôi nói vài câu không? Tôi rất hiểu cho tâm trạng hiện giờ của cậu, bởi vì tôi cũng đau lòng y hệt như cậu vậy. Các cậu đã mất đi một người cha tốt, còn tôi cũng đồng thời mất đi một người sư phụ đức cao vọng trọng. Thật lòng mà nói, tôi hận cái hộp vàng đó, bởi vì tất cả mọi chuyện đều từ nó mà ra. Nếu như không có nó, thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ có thể vui vẻ hạnh phúc giống như trước đây vậy. Nhị hổ, cái hộp đó chẳng có tác dụng gì với cậu cả. Đối với tôi mà nói, cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho tôi thôi. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người quân nhân. Hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi. Chỉ cần cậu giao cái hộp đó cho tôi, tôi sẽ lập tức thả cậu đi. Tôi xin thề với vong linh của sư phụ ở trên trời, thứ súc sinh giả nhân giả nghĩa, anh không xứng đáng được nói tiếng Trung Quốc. Chỉ vì cái hộp vớ vẩn này mà anh đã sát hại cha tôi, tàn sát các anh em của tôi,
Anh muốn nó lắm chứ gì. Tới đây đi, anh tự qua đây mà lấy. Tới đây, nhanh lên, võ quán đang ở ngay phía trước. Lên, tiêu diệt hắn đi. Cẩn thận. Chạy thôi, đi thôi, mau rút lui, đi thôi. Không sao chứ, đi thôi, đuổi theo, tiêu diệt hết bọn chúng, rút hộp vàng về đây cho tôi. Tiểu Lư, mau đi cứu người bị thương đi. Không ngờ chúng ta tìm lâu như vậy, hóa ra hộp vàng lại giấu ở võ quán. Hiện giờ hộp vàng đã bị Dương Nhị Hổ lấy đi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Không sao, may mà chúng ta đã cứu được cậu ấy. Chỉ cần hộp vàng không bị rơi vào tay người Nhật là được rồi. Bùi trưởng quỷ, đừng lúng cuống thế chứ, cứ từ từ nói. Đồng chí Đại Long mất tích rồi. Buông tôi ra, anh sao thế? Có chuyện gì? Buông tôi ra. Tôi phải báo thù, anh đi như vậy khác nào nộp mạng cho chúng. Nộp mạng thì sao nào? Cho dù có mất mạng, tôi cũng phải tiêu diệt Okamura. Anh bình tĩnh đi, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để báo thù. Bình tĩnh. Cha tôi mất rồi, cô bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Tôi cảnh cáo cô, đừng có cản tôi. Bình tĩnh lại đi, buông tôi ra, nghe tôi đi mà. Buông ra, Dương Nhị Hổ. Anh đã tỉnh chưa? Cha anh vì bảo vệ võ quán, bảo vệ hộp vàng, bảo vệ anh, nên mới hy sinh. Anh cứ thế xông ra, thì khác nào nộp mạng. Cha anh muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Anh muốn làm thế nào? Tùy anh. Quay lại đây. Đừng để bọn chúng chạy thoát, tiêu diệt bọn chúng đi. Ném lựu đạn, đó. Đi thôi, đuổi theo, đó. Thái quân, ngài xem. Thái quân, ngài xem đi. Xuống dưới đó đi, đó. Mau xuống dưới. Cậu xuống dưới. Nhanh. Anh đã giấu kỹ hộp vàng rồi chứ? Yên tâm đi. Bên này. Tới đây. Tới đây nào.
tới đây nào chơi với tôi đi. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Có hai tên lính Nhật. Buông tôi ra. Nhìn thấy rồi. Chúng ta có thể ra khỏi thành hay không? Phụ thuộc vào thời khắc này. Cô có cách sao? Cách của tôi chính là... Nhìn tôi đây, có ai không? Không có ai đâu. Cho tôi thơm cái nào. Đi đi, mau chạy đi. Tiểu Cương, chú ý quan sát. Bảo mọi người theo sát. Mọi người theo sát vào nhé. Chú ý cảnh giới. Đường vào núi ở phía trước rồi. Mọi người đề cao cảnh giác. Chúng ta phải tăng tốc. Tiểu Cương, có. Dẫn theo vài anh em lên phía trước dò đường. Đó. Anh đi theo tôi. Người anh em Tiểu Hiệp, phiền anh quay lại thám thính tình hình giúp tôi. Lại là tôi sao? Tay chân anh nhanh nhẹn. Chuyện này cũng là vì nghĩ cho an toàn của mọi người. Lắm tài thì vất vả thôi. Thôi được, vậy tôi đi nhé. Nào, tất cả chú ý, tăng tốc tiến lên. Đi thôi. Giấy thông hành đặc biệt. Cái này có ích gì không? Cài nút giúp tôi. Giấy thông hành đặc biệt. Bộ Tư lệnh Nhật Bản đóng tại Ích Đô. Có ra thành được hay không là phải dựa vào nó đấy. Thật sao? Lên xe đi. Đáng ghét. Duy trì cảnh giác, thắt chặt cảnh giới. Báo cáo, đội trưởng Hikashino, thiếu tá Akasaka dẫn đội tới đây bắt người. Chào ngài. Có chuyện gì? Xin lỗi ngài thiếu tá. Đều do sự thất trách của tôi mà đế quốc mất đi vài binh sĩ ưu tú. Hikashino không cần lo lắng. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là toàn lực truy bắt bọn chống đối. Đó. Hai người ở tiểu đội nào? Chúng tôi ở tiểu đội số 17. Hiện giờ cần phải ra khỏi thành thực hiện nhiệm vụ.
cho qua. Rõ. Nhị hổ, Công Tôn Vũ. Không sao chứ? Nhị hổ, nếu không nhờ tiếng huyết sáo của tôi, chắc là anh đã bị bắn cho nát người rồi. Đó là do tôi mạng lớn thôi, anh về là được rồi. Hạ Linh sao rồi? Cô ấy bị thương có nặng không? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Được rồi, cô ấy ổn lắm, không cần phải lo. Nhị hổ, anh lợi hại thật đấy, dùng tới cả chiêu này nữa. Đúng là dù ném anh ở đâu, anh cũng sống được mà. Lần này không phải là chủ ý của tôi đâu, là của cô Đàm đấy. Cô ấy còn bắt tôi giả câm nữa cơ. Anh tưởng không có bộ đồ này thì anh có thể an toàn được sao? Được rồi, về được là tốt. Quân Nhật tới rồi, mau ẩn nấp đi, nhanh lên, bên này. Nhanh lên. Đại đội trưởng Lê, tôi đánh giá rất cao chiến lược quân sự của anh. Anh đã thoát khỏi tay tôi một lần rồi. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu. Hoặc là anh buông vũ khí đầu hàng, hoặc là tôi sẽ cho anh mất mạng tại đây. Anh tự mình chọn đi. Hay cho một quân nhân đế quốc Nhật Bản có tôn nghiêm, vậy mà lại bị một đám thương binh vô dụng như chúng tôi xoay như dế. Có ngon thì anh lên đây, tôi đợi anh. Đúng mặt, dồn hỏa lực, xử hết cho tôi. Tôi bảo này, anh đi khuyên anh ta đi. Cứ như thế này thì chắc nào nộp mạng chứ. Anh cùng anh ta trốn từ trong thành ra đây mà còn không hiểu tính của anh ta hay sao? Anh ta là người đứng đầu, nước đổ đầu việc, có nói cũng vô ích. Nhưng cũng đâu thể đồng quy vô tận được chứ. Có một cách đánh, gọi là anh đánh của anh, tôi đánh của tôi. Anh ta chơi liều mạng, còn tôi thì chơi chiêu. Vậy tôi sẽ đi theo anh. Hỏa lực của đám Nhật này cũng mạnh đấy nhỉ. Tôi bảo này, không phải anh nói có chiêu sao? Có phải định chạy không? Tôi sẽ chạy chung với anh. Nhị hổ, nếu anh muốn chạy, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tôi nói muốn chạy lúc nào chứ? Hơn nữa, đến nước này rồi, chạy đi đâu được nữa? Vậy cũng không thể cứ tiếp tục đánh như vậy chứ. Anh mau nghĩ cách đi. Tôi có cách rồi. Nói đi. Lê Quốc Vinh, cho tôi mượn người của anh đi. Không được. Tại sao? Tôi là sĩ quan chỉ huy ở đây, binh lính của tôi phải do tôi quản lý, sao có thể cho anh mượn được chứ? Quy định có quan trọng bằng tính mạng không? Tình hình đang khẩn cấp, linh động một chút đi. Tiểu Cường, đánh tiếp cho tôi. Rõ. Lê Quốc Vinh, cái tính cứng đầu của anh, sớm muộn cũng có một ngày hại anh mất mạng. Anh, qua đây cho tôi. Anh định trốn phải không? Anh tưởng tôi là anh chắc? Anh thì biết cái gì? Cái này gọi là chiến thuật đấy. Làm gì vậy? Tiểu Cường, tôi không biết về quy tắc làm lính. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Để lát nữa đi. Lát nữa. Còn đợi nữa thì mọi người sẽ chầu trời đấy. Tôi không sợ. Tôi biết là anh không sợ. Nhưng mà anh có muốn mất mạng không? Tôi không muốn. Tôi còn muốn về nhà gặp mẹ tôi nữa. Bây giờ tôi có chiêu này, có thể tiêu diệt bọn Nhật. Anh nói đi. Qua đây. Thế nào? Không được đâu. Anh cũng biết tính của đại đội trưởng mà. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Nếu không nhờ có tôi, đại đội trưởng của các anh mất mạng từ lâu rồi. Tiểu Cường, tôi có bao giờ hại các anh không? Chưa từng. Vậy là được rồi còn gì. Đi đi. Có được không vậy? Đi đi. Nhanh lên. Tôi nói anh nghe.
Được. Cô Đàm, tôi đang bận. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh nói đi, qua đây. Được. Thế nào? Có được không đấy? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi biết, nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta sẽ mất mạng ở đây. Liều một phen đi. Được. Tôi nghe anh. Rõ cả chưa? Có được không đấy? Tất nhiên là được rồi. Anh mau qua đó đi. Dừng bắn. Đại đội trưởng Lê, đại trưởng phu, cầm được thì buông được. Anh đừng vì một khắc làm anh hùng mà bắt nhiều người phải liều mạng vì anh. Bọn Nhật kia trốn ở đó lắm lời làm gì chứ. Có giỏi thì qua đây. Ông đây đợi chúng mày. Tên đốn mạc. Đợi đã. Lũ Nhật kia, nghe ông nói đây. Ông đây nói cho các người biết, nếu như ông đây mất mạng dưới tay chúng mày thì đúng là một sự sỉ nhục quá lớn. Cô Đàm, cô biết tiếng Nhật, cô nói vài câu đi. Đúng mà, bọn chúng đang kéo dài thời gian, tăng cường hỏa lực, tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Cường, chỉ có chừng này thôi. Năm cái, chắc là đủ rồi. Nhị Hổ, rốt cuộc là anh định giở trò gì vậy? Tôi nói cho anh nghe, những thứ này có thể cứu mạng các anh đấy. Tiểu Cường, có, còn đạn nữa không? Cẩn thận đấy. Đại đội trưởng, sắp hết đạn rồi. Các anh em, cho dù có mất mạng cũng phải kéo theo bọn chúng. Bắn tiếp cho tôi, bắn. Anh ta đang làm gì vậy? Làm thế thì khác nào lãng phí đạn chứ. Sao các cậu lại dừng bắn rồi? Bắn tiếp cho tôi. Đại đội trưởng Lê, cô muốn làm gì? Đại đội trưởng Lê, bây giờ Nhị Hổ có một cách cần anh phối hợp một chút. Đang đánh nhau với Nhật đấy. Trả súng cho tôi. Xin lỗi, nhưng anh cho Nhị Hổ vài phút đi. Nếu như có vấn đề gì, anh muốn thế nào cũng được. Anh ta nói linh tinh mà cô cũng tin. Tôi tin. Tôi cũng tin. Đại đội trưởng Lê, lần này anh cứ tin ở Nhị Hổ đi. Anh ấy có thể cứu chúng ta thật mà. Đại đội trưởng, tin anh ấy một lần đi. Cậu, dừng bắn. Bọn chúng hết đạn rồi. Dùng lưỡi lê. Đó. Tiến công. Bọn Nhật tới rồi. Bọn Nhật kia, ông tiễn chúng bay lên Tây Thiên. Không thể trông vào Nhị Hổ được. Mọi người liều đi. Hãy
Làm tốt lắm. Giỏi lắm nhị hổ. Anh lắm chiêu thật đó. Các anh em, xông lên cho tôi. Đó. Đúng mặt. Rút lui. Mau rút lui. Đó. Xông lên. Lấy mạng chúng. Xông lên. Bọn chúng muốn chạy, đuổi theo, đừng đuổi nữa. Thấy ổn rồi thì thôi, để bọn chúng sống thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Nhị hổ, tôi biết ngay là tin anh sẽ không sai đâu mà. Anh nhị hổ, anh đúng là thiên binh thiên tướng. Tôi còn tưởng là mất mạng chắc rồi nữa. Anh giỏi lắm. Nhìn biểu cảm vừa nãy của bọn chúng, còn tưởng là có động đất nữa chứ. Lê Quốc Vinh, thấy thế nào? Anh muốn làm gì? Lần này tôi nợ anh. Được rồi, đi thôi. Các anh em, thu dọn chiến trường. Đó. Cái này. Cái này còn dùng được. Cái này nữa. Lão gia, canh của tiểu thư đã hầm xong rồi. Cứ để đó đi. Dạ. Lão gia, có tin của Vương quản gia rồi. Lão Vương sao rồi? Ông ấy bị người Nhật lấy mạng rồi. Nghe người ở bệnh viện nói, ông ấy vì bảo vệ tiểu thư nên mới bị người Nhật lấy mạng. Lão Vương, là tôi đã hại ông. Đi mua một cổ quan tài thật tốt, an táng tử tế cho ông ấy. Dạ thưa lão gia. Đợi đã. Dặn dò những người khác, tuyệt đối không được nói chuyện này cho tiểu thư biết. Dạ. Đi đi. Tiểu Linh, nào, chịu khó bồi bổ thì mới nhanh hồi phục. Cha, là con gái bất hiếu đã làm cha lo lắng. Xem con nói kìa, chỉ cần con bình an là cha yên tâm rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa nha, dưỡng bệnh cho khỏi rồi tính sau. Cha, cha nói xem, liệu anh Lê có gặp nguy hiểm gì không? Hãy nhắc tới cậu ta là cha lại không vui. Con thành ra như vậy rồi mà còn nghĩ cho cậu ta nữa. Cậu ta quan trọng hơn mạng sống của con sao? Cha, anh Lê thông minh đại nghĩa, vì quốc gia mà không ngại hy sinh. Nếu như mỗi một người Trung Quốc chúng ta đều có thể giống như anh ấy, vậy thì lũ người Nhật làm sao có thể hung hăng như bây giờ được chứ? Thôi được rồi, chúng ta không nói nữa. Không nói nữa. Nào, ăn đi con.
Cha, sao chú Vương lại không tới thăm con vậy? Ông ấy tới xưởng rượu rồi. Nhà nhiều việc, ông ấy bận lắm. Con mau ăn đi. Không được rồi, tôi mệt rồi, không đi nổi nữa. Nghỉ một lát đi. Anh nói đi, đi tiếp hay nghỉ ngơi? Vậy thì nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tiểu Cương, có, sắp xếp người thay nhau canh gác. Rõ. Tiểu Tàu, anh trực ca đầu. Rõ. Lên đó nghỉ ngơi một lát đi. Tôi tự lên được. Lên. Đi. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Không là ông lấy mạng cả lũ đấy. Công Tôn Vũ, bọn họ đông người hơn. Cướp hết vũ khí của chúng. Đưa đây. Đưa đây mau. Nhanh lên. Tôi là Hồ Bảo. Hung hồn thì đứng yên. Anh chính là trại chủ hồ của Long Đầu Trại. Đừng có bày đặt làm thân với tôi. Lũ Nhật các ngươi lén lút lên núi Vân Môn của tôi để làm gì hả? Mắt anh bị lé hả? Ai là người Nhật chứ? Đừng mà, đại ca. Tôi sai rồi. Cậu chán sống rồi sao? Cút. Cậu, tránh ra cho tôi. Nói cậu đấy. Tránh ra. Tôi nhìn thấy cậu từ nãy rồi. Còn nhận ra tôi không? Cậu từng bị bọn tôi bắt được một lần, cuối cùng lại được lũ Nhật cứu đi. Cậu không phải người Nhật thì tại sao bọn Nhật lại cứu cậu chứ? Giải bọn chúng về trại. Đi mau. Đại đội trưởng, đi mau. Bình tĩnh, nhanh lên. Đi. Đi mau lên. Nhanh lên. Đi mau. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên đi. Đi thôi. Nhiều thật đó. Nhị đương gia, tất cả vũ khí của bọn chúng đều ở đây. Cái này tặng anh. Đi đi. Xui xẻo thật. Thoát được bọn Nhật lại rơi vào tay bọn cướp. Tiểu Hiệp, tôi nói anh nghe, thông thường kẻ mà bọn cướp lấy mạng đầu tiên là tên nhát gan nhất đấy. Đại ca, người anh em,
lấy mạng trước hay sau, sớm muộn gì cũng lấy mạng. Lát nữa tôi sẽ cho đầu các cậu bay màu hết. Đại ca, đám người này lai lịch không rõ, nói không chừng là người của bọn Nhật đấy. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Không được vội. Vì chúng là người Nhật nên tôi muốn lấy mạng chúng. Tôi sợ chúng sao? Trại chủ Hồ đã nghe danh từ lâu. Trại chủ Hồ là người trượng nghĩa, hữu dũng hữu mưu. Nhưng mà không ngờ gặp mặt lại không bằng nghe danh. Quả thực là khiến tôi thất vọng. Anh thì thất vọng, còn tôi là quá thất vọng luôn. Đại ca, anh nghe đi, giọng của chúng tôi giống bọn Nhật lắm sao? Quân địch sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh thế hả? Còn lắm lời nữa là tôi bắn cậu đó. Đại ca, chúng ta nên thận trọng thì hơn. Lỡ như hại nhầm người tốt, để truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy. Hại nhầm người ư? Cùng lắm tôi trả mạng cho bọn họ là xong. Nhưng nếu là bọn Nhật, tôi sẽ không thả bọn chúng đi. Đợi đã. Trại chủ Hồ, không phải anh nói anh muốn đánh bọn Nhật sao? Tôi có một chuyện có thể chứng minh. Trên đường chúng tôi tới đây đã đấu với bọn Nhật một trận ở núi Mao Nhĩ, lấy mạng không ít lính Nhật. Nếu anh không tin, có thể cho thuộc hạ của mình qua đó xem thử. Cậu nói thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Nếu như tôi nói dối nửa lời, các anh quay lại lấy mạng chúng tôi cũng không muộn. Được. Xem thì xem. Nhị đương gia, cậu dẫn người qua đó xem sao đi. Được. Đi thôi. Vâng. Cậu còn mặt mũi quay lại gặp tôi sao? Một đám người mà không bắt nổi Dương Nhị Hổ, còn hao binh tổn tướng nữa. Xin đại tá hãy trừng phạt tôi. Trừng phạt cậu thì có ích gì? Cái tôi cần là hộp vàng, cậu hiểu không? Là hộp vàng. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tìm đi. Đó. Nhị đương gia, đường núi hoang vu thế này lấy đâu ra bọn Nhật? Hơn nữa, bọn họ chỉ có mấy người sao đánh lại bọn Nhật? Nhiều lời làm gì chứ? Tìm kỹ xung quanh cho tôi. Nhị đương gia, anh xem. Đi thôi. Qua đây. Ném đống thi thể này xuống núi cho tôi. Hành động nhanh lên. Nhưng mà đại đương gia nói. Đại đương gia với nhị đương gia cái gì chứ? Ở đây tôi lớn nhất, phải nghe lệnh tôi. Các cậu nghe rõ cho tôi. Lát nữa về tới Long Đầu Trại, kẻ nào dám nói chuyện nhìn thấy lính Nhật ở đây, cho đại đương gia biết, thì đừng trách tôi không khách khí. Rõ. Nhanh lên.